Từ bây giờ bạn có quyền tự hào vì cả thế giới đang hướng về bạn, khát khao hãnh diện để lắng nghe, theo dõi và cảm nhận. Khi thấy bạn đang sở hữu kênh truyền hình độ nét cao chuẩn HD, công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới. Đó là VTC HD. Độ phân giải hình ảnh gấp 2 lần, bạn tự cảm nhận và so sánh. Âm thanh 5.1, bạn như được đắm chìm trong thế giới âm thanh huyền bí. Truyền hình số vệ tinh VTC cho ra đời 8 kênh truyền hình độ nét cao, chuẩn HD và 32 kênh độ nét tiêu chuẩn SD đặc sắc, phủ sóng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và một số nước lân cận thông qua vệ tinh Vinasat. Với 8 kênh truyền hình độ nét cao, chuẩn HD, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều chương trình hấp dẫn được VTC đầu tư công phu và chuyên nghiệp. VTC HD1, kênh tổng hợp, kênh giải trí hàng đầu với đầy đủ các thể loại đem đến cho khán giả thông tin về mọi lĩnh vực của cuộc sống như phim ảnh, sân khấu, ca nhạc, phim tài liệu. VTC HD2, kênh phim truyện, khán giả sẽ được thưởng thức những bộ phim mới nhất và hấp dẫn nhất của các nền điện ảnh lớn thế giới với các thể loại võ thuật, hành động, tình cảm lãng mạn, hài hước. Tấn công. VTC HD3, kênh thời trang và âm nhạc. Với màu sắc, âm thanh tuyệt vời của truyền hình HD, khán giả sẽ được sống trong một thế giới giải trí hoàn mỹ cùng các show thời trang và ca nhạc hàng đầu thế giới. Chương trình ca nhạc trong nước cùng các tạp chí chuyên đề về các lĩnh vực nghe, xem, đọc, chơi sẽ làm hài lòng khán giả với khẩu hiệu VTC HD3 tận cùng của cảm xúc. VTC HD7, kênh thông tin dịch vụ của VTC. Bạn cũng sẽ thực sự ấn tượng bởi 4 kênh truyền hình độ nét cao chuẩn HD của nước ngoài: CCTV, Fashion TV, National Geographic Channel, với nhiều chương trình phong phú, hấp dẫn, hình ảnh đẹp mắt, ấn tượng. 32 kênh độ nét tiêu chuẩn SD chọn lọc phát vệ tinh và mặt đất, được chia thành 3 thể loại: tin tức, phim truyện và kênh tổng hợp. Việt từ VTC1 đến VTC13 do VTC sản xuất. 6 kênh tin tức hàng đầu thế giới với những ngôn ngữ thông dụng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, bao gồm CNN, BBC, OBT1, CCTV4, Deutsche Welle và TV5 sẽ đưa bạn vào bên trong các tin tức và phía sau các chương trình từ nước Mỹ cho đến toàn cầu. 2 kênh thể thao đặc sắc ESPN và Star Sports, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả hâm mộ thể thao. Kênh phim truyện HBO và Star Movies có phụ đề Việt ngữ. Khán giả của HBO và Star Movies sẽ được thưởng thức các phim truyện và series phim truyền hình đặc sắc có chất lượng cao từ các xưởng phim chính của Hollywood và các xưởng phim lớn khác. Kênh ca nhạc quốc tế MTV, kênh Arian với những cảm nhận muôn màu cuộc sống. Kênh VTV1, VTV3, truyền hình Hà Nội HTV1, truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV9, HTV7, truyền hình Kiên Giang sẽ không thể thiếu trong hệ thống các kênh truyền hình của VTC. Với ưu thế nổi trội về chất lượng hình ảnh và âm thanh, nội dung phong phú, dễ lựa chọn, đa ngôn ngữ, kênh Việt hóa nhiều, VTC HD, truyền hình số vệ tinh VTC là cầu nối giúp bạn cảm nhận cuộc sống muôn màu từ trong nước đến thế giới bên ngoài. Với diện phủ sóng rộng khắp ở trong nước và nước ngoài, lần đầu tiên khán giả xem truyền hình trong cả nước, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, kiều bào Việt Nam ở các nước lân cận sẽ được xem truyền hình số qua vệ tinh của VTC.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, khán giả cũng sẽ được thưởng thức nhiều chương trình mừng xuân đặc biệt mang đậm dấu ấn Việt Nam. Trong tương lai, VTC sẽ đàm phán với nhiều kênh truyền hình lớn của thế giới để tiếp tục tăng kênh, mở rộng tầm phủ sóng, nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng nhu cầu đông đảo của khán giả. Quý khách hàng quan tâm tới công nghệ truyền hình mới của VTC, hãy liên hệ với các đại lý và hệ thống trưng bày giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc hoặc trực tiếp gọi tới tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1530 nhánh số 6 hoặc số điện thoại 0444501502. Để biết thêm thông tin, quý khách hàng cũng có thể xem trang web www.hdtv.vtc.vn. VTC HD, tên gọi chính thức của các kênh truyền hình độ nét cao của truyền hình số vệ tinh VTC. VTC HD, thế giới truyền hình độ nét cao.